Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại khu tái định cư Long Hải thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì hôm nay em lên cho quý anh chị một cái lô đất cực kỳ ngọt luôn. Ở tái định cư là chỉ có một cái lô này. Phong thủy tốt, có lối thoát hiểm mà giá khá là mềm luôn ha. Thì lô đất của mình là nằm trong khu dân cư đông đúc, mặt tiền đường nhựa Võ Văn Tần ha, khu tái định cư Long Hải nha quý anh chị. Trường học, chợ, ủy ban là sát đây luôn ha. Và đặc biệt là đi biển Long Hải khoảng tầm 2 km thôi, đi khoảng tầm 5 phút nha quý anh chị. Thì lô đất của mình từ mít nhà bên này ha, qua bên này là 6 m. Đây, sâu vào trong là 20 m, phía sau có lối thoát hiểm ha, 2 m. Đó, đất của mình là phủ hồng và chủ đã lên full hết thổ cư. Và đặc biệt đất của mình là không có bị phong thủy ha, cực kỳ đẹp luôn. Bên này cây xanh này, ở cây xanh này, phía bên này cũng cây xanh. Đó, mình ở giữa là không có vướng một cái gì hết nha quý anh chị. Đó, lô đất cực kỳ đẹp luôn. Đó, mà giá bao nhiêu quý anh chị? 1 tỷ 9. Đó, bớt lọc cho anh chị thiện chí ha. Em xin nói giá chốt luôn đó nha. Quý anh chị nào quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn. Em dắt vào nhà gặp chủ ha. Đó, đường này là đường Võ Văn Tần, đường mặt tiền đường nhựa vỉa hè thông thường hết nha quý anh chị. Đó, để em quay ra khu dân cư ở đây ha. Thì ở đây thì tái định cư quý anh chị ha. Tái định cư quý anh chị cũng biết cái giá rồi. Thì nó rơi vào tầm 2 tỷ nè, 2 tỷ 2, 2 tỷ 3, 2 tỷ 4 tùy vị trí ha. Tùy vị trí nha quý anh chị. Đây có cái villa Hùng Lê nè. Quán cà phê này buổi sáng cực kỳ đông luôn nha quý anh chị. Villa Hùng Lê ha. Đây, villa Hùng Lê này. Cà phê, nhà hàng, quán ăn uống hải sản đầy đủ hết quý anh chị ha. Tái định cư Long Hải. Khu này rất là an ninh và sạch sẽ và dân cư đông đúc kín hết rồi quý anh chị ha. Trường học, ủy ban là sát đây luôn. Thì em xin nói cái lô đất tái định cư của mình là ngang 6 m, sâu là 20 m, phủ hồng toàn bộ. Phía sau có lối thoát hiểm, full hết thổ cư nha. Giá chỉ có 1 tỷ 9 thôi. Em bao là thấp nhất thị trường ở cái khu này, chỉ có một lô này thôi nha quý anh chị. Lô đất quá là rẻ luôn. Nằm trong khu bàn cờ thông thương hết quý anh chị. Thì vị trí tái định cư của mình là cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90 km nha quý anh chị. Đi thành phố Vũng Tàu khoảng tầm 20 cây và đặc biệt là đi Hồ Tràm khoảng tầm 17 km nha quý anh chị. Đây, ra đây là trường học nè. Trường học đây. Đi thẳng đường này ra chợ Long Hải luôn nha quý anh chị. Rồi để em quay cái sổ và sau quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Ô của mình quý anh chị ha. Thửa đất số là 377 tờ bản đồ số 4, địa chỉ là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích 120 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị là full thổ cư ha. Thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình nè. Đất của mình là quay về hướng Tây Bắc ha. Anh chị nào hợp hướng Tây Bắc thì bốc cho em. Ngang 6 m, sâu 20, phía sau có đường chữa cháy, lối thoát hiểm ha. Đó, rồi để em soi quy hoạch của quý anh chị xem. Đây là quy hoạch của mình quý anh chị nè. Ngang 6 m, sâu 20, phủ hồng toàn bộ ha. Tổng diện tích của mình là 120 đất ở đô thị hết luôn ha. Cho quý anh chị xem ở đây khu dân cư kính luôn nè. Đấy, đường bằng cờ thông thương hết ha. Trường học, chợ, ủy ban là sát đây luôn, sát với đường 36 m nè. Và đi biển Long Hải cũng khá là gần. Mình ở đây ra biển Long Hải có 2 km nè. Đi khoảng tầm 5 phút là đến nha quý anh chị. Đấy, thì quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm khu tái định cư Long Hải giá ngọt thì inbox liền cho em nha. Gần trường học, chợ, ủy ban, gần biển Long Hải. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.